Hiếm có gia đình nào trong showbiz Việt lại đặc biệt như Hồ Ngọc Hà và Kim Lý. Chẳng những hai vợ chồng sinh cùng tháng, mà đến cặp song sinh cũng chào đời vào tháng sinh nhật của bố và mẹ. Cũng chính vì điểm trùng khớp thú vị này mà tháng 11 mọi người cho là tháng của Hồ Ngọc Hà. Và hôm nay, ngày 25 tháng 11 cũng là sinh nhật của Hồ Ngọc Hà. Chưa tròn một tháng lên chức làm mẹ lần hai, ai cũng phải hết lời khen ngợi vì Hồ Ngọc Hà gần như đã về lại dáng cũ. Đặc biệt là nhan sắc ngày càng mặn mà khuyến rũ. Dù bà mẹ ba con chưa hết ở cử, nhưng gia đình và bạn bè vẫn bí mật tổ chức sinh nhật tại nhà cho cô. Sinh nhật năm nay càng trở nên ý nghĩa hơn khi nữ ca sĩ vừa nhận lời cầu hôn của Kim Lý và lại có thêm hai thiên thần nhỏ đáng yêu. Mới đây lần đầu tiên, Hồ Ngọc Hà đăng tải bức ảnh gia đình đủ 5 thành viên khiến ai cũng phải hạnh phúc lây. Với hình ảnh trọn vẹn của gia đình này, mẹ bỉm sữa hào hứng viết về ngày sinh nhật của mình. Một ngày thật đẹp, một tuổi mới thật tràn đầy giữa một năm đầy biến động. Xin được cảm ơn những lời chúc từ mọi người dành cho Hà, từ hạnh phúc riêng của mình cho đến ngày sinh nhật hôm nay. Gia đình nhỏ xin chào các cô chú. Đặc biệt, ngoài những lời khen dành cho vóc dáng bà mẹ bỉm sữa, thì biểu cảm của cậu bé Subel chính là điều nhiều người chú ý nhất. Subel ngồi giữa trung tâm bức ảnh, cậu bé nở nụ cười hạnh phúc bên mẹ và bố dưỡng cùng hai em. Nhìn Subel chững chạc hẳn và đã ra dáng anh lớn trong nhà. Nhiều bình luận để lại, bức ảnh gia đình đẹp nhất của năm, nhìn ai cũng toát lên vẻ hạnh phúc viên mãn. Subel nhìn hạnh phúc quá, chúc cả nhà chị vui vẻ. Bức ảnh hoàn hảo, thích nụ cười tỏa nắng của Subel. Nhìn Subel cười tươi như thế là đủ biết gia đình hạnh phúc. Ít ngày trước, bức ảnh của Subel phụ mẹ bé em còn gây sốt cộng đồng mạng. Ai cũng khen cách Hồ Hà và Kim Lý dạy con trai, yêu thương các em quá tuyệt vời. Cậu bé 10 tuổi được nhận xét là anh chàng ấm áp. Không chỉ cưng đựng em gái Su Chin mỗi khi ở nhà bố, mà khi ở nhà mẹ, Subel cũng đã biết chăm sóc các em. Bé bồng khiến ai nhìn vào, hình ảnh của các bé cũng đáng yêu. Ngoài ra không rõ vụng về hay cố ý mà bé Leon được mẹ bé vẫn chưa một lần rõ mặt. Còn con gái Lisa trên tay bố Kim Lý thì rộ cận mặt khiến ai cũng tâm tắc. Tiểu công chúa của Hồ Ngọc Hà có khuôn mặt xinh xắn, sống mũi cao và có nét lai tây đáng yêu. Một số bình luận còn nhận xét ngay con gái được thừa hưởng một nét đẹp của bố Kim Lý. Trước đó nữ ca sĩ tiết lộ con gái Lisa có nhiều nét giống bà nội, còn Leon mới là chuẩn bản sao của bố Kim Lý. Từ khi bé chào đời, tình hình dịch bệnh nên ông bà nội vẫn chưa thể về Việt Nam thăm cháu. Đối lại vì quá cưng chiều hai nhóc tì mà ngày nào ông bà cũng gọi FaceTime để được nhìn thấy các cháu đang lớn từng ngày. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi trên kênh của chúng tôi. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like và share cho mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.